Nếu quý vị đã từng gặp quá nhiều khó khăn với những lời hứa giảm giá hay những lời chào không trung thực từ những công ty Merchant Credit Card, xin quý vị đừng ngần ngại và hãy gọi ngay cho công ty RBS Engineer and Financial Group. Công ty RBS là một trong những công ty Merchant Service Provider đầu tiên cho người Việt làm chủ, rất thấu hiểu những vấn đề mà cộng đồng thương mại người Việt đang gặp phải và sẽ giúp quý vị thật sự tiết kiệm nhiều khoản phí không cần thiết cho dịch vụ Merchant Credit Card để quý vị có thể an tâm tập trung vào việc phát triển cơ sở của quý vị. Công ty RBS hiện đang có chương trình free máy có thể đọc được thẻ EMV, trung thực không ẩn phí, đồng thời có thể tặng thêm quý vị máy đọc thẻ trên điện thoại cầm tay do chính công ty phát hành mà không cần phải nộp thêm hồ sơ hoặc đóng thêm bất kỳ lệ phí hàng tháng nào cho dịch vụ mobile này. Ngoài ra, nếu quý vị có những nhu cầu bán hàng qua mạng hoặc setup những chương trình membership cho khách hàng và cần thu phí tự động hàng tháng, công ty RBS sẽ có thể giúp quý vị thực hiện những điều đó hoàn toàn miễn phí. Công ty RBS bảo đảm sẽ giúp quý vị tiết kiệm được và sẽ giữ giá cho đến hết hợp đồng. Hãy gọi ngay cho công ty tại số 1888-615-1997, 1888-615-1997 hoặc vào website rbsmerchantsolution.com để biết thêm chi tiết.